Xin chào các bạn, mình đã trở lại đây. Về nội dung video của mình ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cái chiến thuật, cái đội hình. Nói chung là coi như là một công thức để chúng ta áp dụng nguyên công thức đó thì chúng ta sẽ leo rank cực kỳ nhanh và hiệu quả. Lúc nào cũng đạt cái tỷ lệ top 3 và top 1 rất là cao. Thực ra thì cái video này lẽ ra là mình phải làm từ sớm rồi, bởi vì cái mùa giải sắp hết. Đây cái mùa giải đến ngày 20 tháng 7 là hết mùa giải rồi, thì lẽ ra mình phải làm từ sớm, nhưng mà thực ra làm đến tầm này thì đối với các bạn nào mà đã đạt được cái giáo chủ 1, đấy, giáo chủ 1 và đạt hạng 3 trở lên trong 15 trận là chúng ta sẽ được thưởng cái con ác khuyển dung nham này rất là đẹp. Thì những cái bạn nào mà đã được giáo chủ 1 rồi thì các bạn vẫn có thể dùng cái chiến thuật này, bởi vì chiến thuật này leo rank rất là tốt. Mình đã dùng nó để mình leo rank từ giáo chủ 1 lên pháo đài, và hiện tại đang ở pháo đài mình chơi cái chiến thuật đó vẫn ok. Cả chiến thuật và đội hình đấy đều áp dụng đều được, coi như công thức luôn nhá, gọi là công thức cho nó chung luôn. Công thức này bao gồm là chiến thuật này và đội hình, cộng thêm một cái số mẹo nhỏ để chúng ta leo rank hiệu quả nhất, nhanh nhất. Thì cái tài khoản này là tài khoản mà mình như các bạn theo dõi các video của mình ấy, thì tài khoản này là tài khoản mình lập từ lúc mình làm cái video hướng dẫn cơ bản Auto Chess, là từ binh sĩ 1. Sau đó mình chơi áp dụng nguyên công thức này, chơi từ trận đầu tiên đến khi là mình đạt giáo chủ 1. Đấy, đúng một công thức thôi nha. Cho nên các bạn chỉ cần áp dụng đúng cái công thức đó của mình thì các bạn sẽ leo rank rất là nhanh. Mình thì mình chịu khó cày trong hình như là 4 ngày. Mỗi ngày mình chơi mấy tiếng ấy, là mình đã lên được giáo chủ 1 rồi. Đây thì mình cứ đổi lại cho con đấy cho đẹp cho đẹp cho các bạn nhìn cho nó hứng thú nhá. Đấy, thì đối với những cái bạn nào mà chưa lên được giáo chủ 1 ấy, thì sau khi xem video này của mình thì các bạn chỉ cần cày trong 3-4 ngày thôi là các bạn đã được giáo chủ 1 rồi. Ủa, chưa đổi được, sorry nhá, mình đổi lại. Ok, đấy, rất đẹp các bạn ạ, đẹp ạ. Đấy, thì nhắc lại là đối với những cái bạn nào mà đang chật vật leo rank mãi chưa lên được giáo chủ 1 ấy, thì các bạn chỉ cần áp dụng đúng cái công thức của mình thôi, nên rất là nhanh. Và đây mình sẽ show cho bạn cái kết quả mà cái đợt vừa rồi mình leo rank với cái công thức đó. Chúng ta vào profile, vào chi tiết. Đấy, các bạn thấy ạ, tổng trận là mình chơi 28 trận từ binh sĩ 1 nhá, chơi đúng 28 trận. Đấy, thì tỷ lệ thắng top 1 của mình là tỷ lệ thắng là tỷ lệ top 1 ấy, là 64%, tỷ lệ top 3 là 82%. Đấy, cái vị trí trung bình của mình đạt được là 2,1, có nghĩa là lúc nào cũng top 3, top 2, top 1, chỉ thế thôi. Trung bình của nó là 2,1, rất là cao đúng không các bạn? Đấy, thì cái hiệp trung bình là cái số hiệp mà trong cái một trận mình đánh thì nó trung bình là 34 hiệp. Đấy là tổng những cái thông tin mà mình đạt được, là cái kết quả mình đạt được sau cái đợt sử dụng cái công thức đó để leo rank rồi. Thì hiệu quả rất là tốt, cho nên là các bạn nào mà chưa được giáo chủ 1 thì các bạn đừng lo nhé, chỉ cần 1-2 ngày thôi, 3 ngày thôi là các bạn đã lên được giáo chủ 1 rồi. Chiến tích đây này, mới có cái chế độ mộng cảnh mới cũng khá là hay nhé. Thì bạn nào chưa biết về chế độ mộng cảnh này thì có thể xem cái video hướng dẫn của mình. Đây, mình chơi đúng một trận thì may mắn thay là được top 1. Chơi chế độ mộng cảnh cũng rất là hay. Đấy, thì bạn nào có quan tâm đến cái chế độ này, chưa nắm rõ hết về nó thì các bạn để xem video của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái chiến thuật và cái đội hình đó để chúng ta làm một trận thử leo rank cho các bạn xem nhé. Đồ xếp hạng. Về chiến thuật chính của mình khi mà chơi leo rank xếp hạng này thì mình sẽ dùng chiến thuật 50-50. Thì về cái chiến thuật 50-50 thì mình có nhắc đến trong một video rồi, các bạn có thể xem lại video đó. Bạn nào mà không có thời gian xem lại thì mình có thể giải thích đơn giản. 50-50 có nghĩa là 50 máu và 50 tiền. Có nghĩa là khi chúng ta chưa đủ 50 vàng thì chúng ta đừng có dùng vàng đó để quay tướng làm gì cả, chúng ta chỉ mua những tướng chúng ta cần thôi. Nhưng mà khi nào chúng ta máu chúng ta vẫn trên 50, chúng ta vẫn có thể tích tiền thoải mái. Nhưng một khi đã dưới 50 máu thì chúng ta phải sử dụng tiền vàng để chúng ta quay liên tục để ra những con tướng là nó phù hợp với mình để có thể lên sao được, để có thể trụ đường được. Nó là chiến thuật là 50-50. Tất nhiên là trong thực tế thì mình phải tùy cơ ứng một chút, nhưng mà về cơ bản thì chiến thuật đó là áp dụng như vậy. Đấy, chiến thuật chủ đạo là 50-50 nhé. Còn những chiến thuật nhỏ đi kèm thì đầu tiên là quên nhỉ, chưa giới thiệu với các bạn về cái đội hình mình leo. Đội hình mình dùng để leo xếp hạng là mình sẽ dùng đội hình kỵ sĩ và băng xuyên. Kỵ sĩ và băng xuyên các bạn nhé. Sau đó là có thể tùy cơ ứng biến theo một hai con nữa. Đấy, thì đầu tiên là cái chiến thuật nhỏ, cái giai đoạn là chúng ta sẽ chia làm 3 giai đoạn game. Giai đoạn đầu game, giai đoạn giữa game và giai đoạn cuối game. Thì giai đoạn đầu game thì chúng ta có con nào chúng ta cứ ăn thôi, bốc thôi. Bởi vì như các bạn biết thì những cái con tướng mất một tiền vàng ấy, thì khi chúng ta lên 2 sao và chúng ta bán đi là chúng ta sẽ không bị lỗ. Chúng ta 3 con ghép lại thành một con 2 sao thì chúng ta bán đi thì chúng ta vẫn được 3 sao, chúng ta không bị lỗ. Cho nên là giai đoạn đầu các bạn cứ thấy con nào trùng là các bạn phải mua hết cho mình. Con nào mà nó đúng với đội hình kỵ sĩ và băng xuyên thì càng phải mua. Đấy. Nhưng mà lỡ mà không có con nào thì các bạn cũng đừng có dùng cái 2 vàng để quay nhé. Chúng ta phải tiết kiệm, phải giữ vàng để chúng ta sinh lợi nhuận, để về giữa game và cuối game ta khỏe. Đấy. Nhắc lại có nghĩa là chúng ta thấy con nào chúng ta cứ mua, trùng nhau cứ mua để cho lên sao trước đã. Giống như mình đang mua 2 con Heaven Bomber này, cứ mua trước đã. Bởi vì nó là con 1 tiền thì khi nó lên 2 sao thì rất là khỏe. Còn nó sau đấy mình không dùng nữa thì mình bán đi thì mình vẫn không bị lỗ. Giai đoạn đầu như thế là mình sẽ không bị thọt. Ok không ạ? Về đồ đạc cũng vậy thôi. Về đồ đạc nhé, thì những cái đồ mà chúng ta cảm thấy nó về sau nó cần dùng cho con của mình thì chúng ta giữ lại. Sorry các bạn, không phải giữ lại mà chúng ta bơm hết vào là những cái con mà mình không có ý định giữ lại về sau, mà sau mình bán ấy, để bán lại thì đồ lại hồi lại mà. Đấy. Còn những cái con nào mình chơi lâu dài thì mình đồ cần thiết thì mình vẫn phải cho vào. Những con Agali Knai là có những con kỵ sĩ kiều này thì mình chơi tanh cho mình, đồ tanh là mình phải cho nó mặc. Còn con này thì đằng nào mình bán, cho nên là có đồ bao nhiêu đồ mình cứ nhét hết vào nó. Sau kiểu gì mình bán mà. Có đồ thì nó khỏe hơn. Đấy. Đầu game thì mình cứ chọn bừa thôi. Chọn bừa để cho nó khỏe. Khỏe thì mình không bị mất nhiều máu. Thủ được, chúng ta không bị mất nhiều máu. Thì về giữa game là chúng ta không bị áp lực về máu. Tiến về chúng ta xông xanh rồi. Thì đến giữa game là chúng ta tương đối khỏe. Và đến cuối game là coi như là bá đạo luôn. Nãy giờ là nói chung là nhân phẩm mình cũng tốt, cho nên là toàn bốc được những con mình cần. Cho nên là chưa tích được tiền lắm. Ở cái sau cái vụ update mới nhất thì chúng ta có một cái tộc mới nhé. Tộc Divinity, mình gọi tắt là tộc thần. Tộc này thì có một cái nội tại rất là mạnh, có nghĩa là giảm 50% cooldown của tất cả các quân cờ trên bàn. Khủng khiếp luôn. Giảm 50% cooldown rồi, các bạn thấy nó lợi như nào đấy. Nhưng mà chiến thuật của mình thì không cần đến con đó. Đấy, con nào mình không cần mình cứ bán lại đây, không sao hết. Những con mà mất 2 tiền vàng hoặc 3 tiền vàng mà chúng ta dùng tạm ấy, chúng ta không nâng cấp lên nhé, để nguyên đấy thôi. Để khi nào mình không cần nữa mình bán đi thì mình không bị mất cái tiền đó. Nhắc lại một chút, nghĩa là cái đội hình mình để mình leo đây chuẩn là đội hình kỵ sĩ và tộc băng xuyên. Đây, tộc băng xuyên, tộc này các bạn, Glacier. Cái bản update mới nhất thì có bạn hỏi là tại sao là bạn tải trên App Store hay là đấy, tải trên App Store mà tên tướng và tên tộc nó đều là tiếng Anh hết. Thì bởi vì là cái bản cập nhật mới nhất ấy, thì tất cả các tướng và tộc và nghề nó sẽ đổi thành hết tiếng Anh, nó sẽ không dịch sang tiếng Việt cho mình nữa. Cái con này vẫn là 2 sao, vẫn khỏe cho nên mình giữ lại, chưa cho con Vui Tuyệt Mệnh này vào. Đấy, mình bây giờ đang chuẩn bị tích tiền rồi. Quân mình này tương đối này, cứ để tiết tiền này. Không mua được con nào thì mình cứ để nguyên, không phải quay. Các bạn quay rất tốn vàng mà cũng chẳng giải quyết được gì. Ủa, này lên là 2 sao rồi này. Đây. Một con này khi chưa kích hoạt hiệu quả tộc khác trừ Divinity, thời gian chờ kỹ năng của tất cả các tướng phe bạn đều giảm 1/2. Đó, nhưng mà cái điểm khi dùng con này là có nghĩa là khi bạn dùng cái tộc này thì bạn không được kích hoạt nội tại của những cái tộc khác, không được kích hoạt nội tại của các tộc khác. Đấy, nhưng mà mình vẫn có thể kích hoạt các nội tại của cái nghề nghiệp. Nghĩa là tộc thì chúng ta không kích hoạt, nhưng nghề nghiệp chúng ta tích được. Giống như kỵ sĩ là nghề này các bạn này, thì khi vào một con tướng thì cái bên phải của nó là nghề nghiệp, bên trái là tộc. Có nghĩa là khi dùng con đấy thì mình không được kích hoạt cái nội tại của tộc. Ví dụ băng xuyên này kích hoạt phát là nó mất cái hiệu ứng giảm 50% thời gian hồi chiêu. Đấy, còn mình kích hoạt cái nội tại của nghề nghiệp là cái Cnai này thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái đó. Nói chung là cái team mà của cái tộc mới đấy, cái tộc thần đấy rất là khỏe. Nhưng bởi vì làm cái video này của mình muốn một cái công thức là chắc chắn nhất để cho các bạn, để các bạn leo rank nó không bị hụt, cho nên là mình dùng cái đội hình cũ là chuẩn nhất. Bởi vì cái đội hình này cái đội hình và cái chiến thuật này mình tạo ra là khi mà chưa có cái bản update. Vẫn 96 máu đấy. Qua cửa 10 là mình qua giai đoạn đầu game rồi. Qua giai đoạn đầu game mà các bạn vẫn trên 80 máu thì là ok đấy. Sao hay gặp bọn này thế nhỉ? Ồ. Đấy, con đấy mà kết hợp với con sâu này thôi rồi này. Nó tạo quái liên tục, tạo đệ liên tục. Golem. Golem thực ra thì với đội hình này là mình trụ được rồi cho nên mình sẽ không quay. Nhưng mà khi mà các bạn đến đấu với Golem mà các bạn chưa có con nào 2 sao ấy thì các bạn phải quay nhé. Ít nhất phải có 2 con 2 sao, 3 con 2 sao là chắc nhất. Nhưng mà nếu mà không có điều kiện thì các bạn ít nhất phải có 2 con 2 sao thì mới trụ được cái cửa Golem này, để mình kiếm đồ và không bị mất máu. Bởi vì các bạn để ý mà xem cái cửa 10 này và cửa 15 này là 2 cửa chúng ta có khả năng kiếm được nhiều đồ nhất. Bởi vì có nhiều quái, có tận là cửa này có 3 con và cửa sau có 5 con. Thì tỷ lệ ra đồ thì rất là nhiều. Đấy, còn những cái cửa sau thì các bạn để ý thấy là nó ít lắm. Nó chỉ có 2 con thôi, hoặc là 1 con thôi. Thì mình sẽ không kiếm được nhiều đồ như những cái cửa đầu. Cho nên là những cái cửa đầu này mình buộc phải. Nếu mình chưa đủ mạnh để qua cửa mình buộc phải quay để mình lấy đồ. Mình quay, mình trụ đường, mình lấy đồ. Mình cho con này mặc hết xong tí mình bán đi. Đấy, mình sắp được 50 vàng rồi. Sau khi 50 vàng là mình được tối đa cái lãi. Thì tới lúc đó mình chỉ dùng lãi để mình đầu tư thôi các bạn. Chỉ dùng lãi để quay với cả mua tướng thôi. Không đợi đến gốc. Chúng ta không đợi đến gốc. Thì như thế là tiền lực lúc nào cũng dồi dào. Về late game là chúng ta lên được đủ sao, tướng khỏe. Đấy, máu mình vẫn 80 cho nên là vô tư, để nó bem thoải mái, chẳng ảnh hưởng gì cả. Cứ trên 50 máu là tự tin các bạn ạ. Đấy thì lát một chút mẹo nhỏ đây, có nghĩa là các bạn nhìn thấy cái thanh kinh nghiệm mình đang được 3 điểm rồi. Thì sau một cửa sau là mình được 4 điểm, mà mình chỉ cần ấn kích hoạt là 5 vàng là chúng ta mua được thêm 4 điểm kinh nghiệm nữa, là chúng ta lên được level. Bây giờ mình quay thì cũng không giải quyết được gì lắm, cho nên mình để dành, để lượt sau mình quay, mình lên level thêm slot là mình quay luôn. Bởi vì cái game Auto Chess này là một game thuộc dạng chiến thuật các bạn, cho nên là các bạn cứ chơi nhiều là các bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm và chúng ta sẽ có những chiến thuật riêng của mình. Thì đối với những bạn nào chưa có thời gian để mà nghiên cứu chữ game hoặc là ít chơi thì hãy xem những video của mình, thì nó cũng giúp các bạn có được những chiến thuật nhỏ, các bạn đỡ mất công tìm tòi. Lên level rồi vẫn còn 58 vàng này, thì chúng ta cứ quay thôi. Con này không cần bán đi. Đấy, chúng ta lúc nào cũng để nguyên 50 vàng để chúng ta được cái hưởng cái lại tối đa nhé. Đừng có sử dụng dưới 50, trừ là khi là chúng ta dưới 50 máu rồi. Dưới 50 máu là coi như là cảnh báo đấy. Thì cái chiến thuật 50-50 của mình sẽ giúp các bạn là dễ dàng đưa ra quyết định, biết là khi nào chúng ta nên sử dụng nhiều vàng, biết mà chúng ta tự tin chúng ta chỉ sử dụng cái vàng trong cái giới hạn cho phép thôi. Thì cứ trên 50 máu thì chúng ta chỉ dùng cái vàng lãi để chúng ta quay và mua tướng thôi. Đấy, đến giai đoạn giữa game rồi thì các bạn thấy mình khá là ok rồi, không bị bắt nạt như trước nữa. Các bạn thấy một vòng mình được nhiều không? Một vòng mình được rất nhiều tiền. Người tuyệt mệnh, kỵ sĩ. Này hết giá trị rồi, bán được rồi. Cái này mạnh này, nhưng không sao các bạn ạ, sau mình bật hết. Ừ, quá chuẩn rồi. Không chơi được này. Đấy thì đến cái cửa thứ 15 này là chúng ta khỏe, là chúng ta ăn được hết những con này, chúng ta cái kiếm rất nhiều đồ. Nhiều đồ thì về lết chúng ta rất là khỏe. Mình lúc nãy được chuỗi thắng liên tiếp ấy, tự nhiên bị thua mất, là mất chuỗi, chứ không thì nhiều tiền lắm. Đấy, các bạn thấy không? Quay rất nhiều mà cũng chẳng được cái gì. Cho nên nhiều lúc mình quay, lúc đầu mình quay vừa phí tiền chẳng giải quyết gì hết. Bây giờ nhiều tiền rồi quay còn sót các bạn. Nhiều tiền rồi các bạn quay cũng chỉ để ý cái thời gian này nhé. Có nghĩa là khi mình quay mà còn có 10-15 giây thì bạn đừng quay nữa. Bởi nhiều lúc quay như thế mình không sắp xếp được đâu. Bây giờ mình đang để thoáng quân thì mình dễ dàng mình sắp xếp. Chứ còn nhiều lúc các bạn được nhiều quân nó full hết cái chỗ trống này thì mà các bạn cứ quay như thế thì không kịp xếp quân đâu. Không kịp xếp quân thì nó sẽ bị xóa nhầm, rất là phí. Mà lượt quay các bạn tùng lắm quay 3-4 lần thôi. Đừng quay nhiều quá. Tiền nhiều thì nhiều đấy, nhưng mà để tiền đấy thì mình còn lên level nữa. Chứ nhiều lúc cứ quay tướng mà đến lúc nhân phẩm kém ấy. Quay đen như mình quay vừa rồi, quay trắng quay chê chẳng được cái gì. Ok, chúng ta lên level rồi. Đó, level xong vẫn còn rất nhiều tiền. Quay. Chúng ta siêu tập đầy đủ kỵ sĩ và tộc băng xuyên trước nhá. 6 con kỵ sĩ và 4 con tộc băng xuyên là chúng ta đã hoàn chỉnh đội hình rồi. Ừ, 6 kỵ sĩ và tộc băng xuyên thì chúng ta sẽ chỉ thừa một slot thôi. Thì thừa một slot đó thì chúng ta sẽ sử dụng để dành cho cái con một con ở tộc độc động ấy. Con đấy có chức năng kết hợp với cái con Defector này, sẽ vào trận phát là hóa ếch một con luôn. Đây, cái nghề nghiệp của nó là nghề nghiệp Shaman là bọn là gọi là gì nhỉ, kiểu như pháp sư ấy nhỉ. Đấy, bọn Shaman ấy thì kết hợp với con đó là ok, là chúng ta đủ 10 quân. Bộ đó là mạnh nhất rồi. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần mua những con chúng ta cần thôi. Còn đến thừa chúng ta cứ để lại. Đây, chúng ta kết hợp với con Shaman này. Đây là con này các bạn này, Storm Shaman này. Đấy, con này có một cái skin của nó là dùng skin phát là sẽ gây câm lặng trong cả một vùng. Đấy, khiến gây bão táp, khiến tướng phe địch trong phạm vi không thể sử dụng kỹ năng và tạo sát thương ma pháp mỗi giây tối đa 150, duy trì 2,5 giây. Rất là mạnh. Và nó có một cái nội tại của cái bọn tộc Shaman này, có nghĩa là có 2 con đó thì khi bắt đầu trận đấu biến một quân ngẫu nhiên của phe địch thành chim cánh cụt. Phế luôn trong vòng 6 giây, có nghĩa là coi như mình phế được một quân của bên nó thì rất là lợi. Cho nên cái team này mình leo rank rất là hay, gần như là rất khó để thua. Đây, có rồi, nhân phẩm tốt các bạn. Đấy, chúng ta bây giờ chờ thôi. 2 lượt nữa là chúng ta có tiền để chúng ta lên level rồi. Sau hiệp này thì mình sẽ chia sẻ tiếp một cái mẹo nữa cho bạn, một mẹo nhỏ thôi nhưng rất là hữu ích. Đó, mình thắng liên tiếp đấy, nãy giờ chưa thua phát nào đấy. Tầm này khỏe rồi. Qua cửa 20 là hết giai đoạn giữa game rồi, đến late game rồi. Ở đây chắc phải đến 30 mới gọi là hết late game nhỉ. 25-30 là late game. Đây vẫn là giữa game thôi. Đấy, cái mẹo của mình nhỏ mà mình muốn chia sẻ đó là đối với những cái cửa mà chúng ta gặp bot ấy, thì chúng ta đừng sử dụng cái tiền để chúng ta quay là 1 này. Thứ hai là đừng sử dụng tiền để chúng ta nâng cấp level là 2 này. Đấy, không sử dụng tiền để làm những việc đó. Chúng ta chỉ dùng tiền để chúng ta mua tướng thôi. Bởi vì khi mà các bạn mà dùng tiền, bởi vì những cái con bot này thường là những cửa sau là mình có thể ăn được hết. Thì mình không tội gì là mình phải dùng tiền mình quay những cái tướng mình cần cả. Mình để tiền đó để mình tích trữ để mình kiếm lãi. Còn kể cả chẳng may mình có thua đi chăng nữa thì nó sẽ không gây ra nhiều máu cho mình. Nó chỉ mình mất vào mấy máu thôi. Cho nên là chúng ta sẽ không dùng tiền vàng để chúng ta quay hay là nâng cấp level. Thì sau cửa này thì chúng ta mới nâng cấp level hoặc là quay. Rồi, mình nâng cấp level đây rồi. Đấy, các bạn thấy mình dùng tiền rất là hợp lý. Cho nên là nãy giờ mình dùng tiền mình lúc nào cũng trên 50. Thử xem đội hình đội bạn nhé. Đấy, các bạn dùng đây có bạn đầu tiên này, top 1 này. Bạn ở dưới này cũng hai bạn ở dưới cũng chữ tiền. Nhưng cái đội hình của họ sẽ không chuẩn bằng mình. Cho nên là về late game thì họ sẽ không ăn được mình. Video này sẽ là cái video chi tiết nhất mà mình làm để hướng dẫn cho các bạn để leo rank hiệu quả nhất, mà chắc là phải chi tiết nhất trong các video hướng dẫn khác đấy. Cho nên là các bạn mà xem hết video thì làm theo cái công thức của mình thì chắc chắn là sẽ dễ dàng lên rank thôi. Đây, thứ hai là về sắp xếp đội hình nhé, thì thường là cái con Shaman là chúng ta sẽ nhét cuối cùng này, bởi vì tầm bắn của nó rất là dài. Đó. Sau đó là bên cạnh đó là cái con Berserker này, bởi vì con nó là như kiểu AD ấy, nó gây đam tầm xa, cho nên mình phải bảo vệ nó. Con rồng thì các bạn nên để ở góc, bởi vì góc thường là ít bị đánh nhất, thì sẽ có cơ hội đánh trước, thì nó sẽ có cơ hội là biến hình. Chứ nhiều lúc mình để ở giữa thì nhiều lúc mà chưa kịp biến hình đã bị chết rồi. Trận này thì hơi đen, đủ biến hình nhưng lại bị gặp đúng cái con tộc nhân nó đánh cho nó câm lặng, không dùng skin được. Đấy, chứ bình thường mà không bị gặp những con đó thì mình đã biến hình được rồi. Đây. Thì nó xếp ở trong góc cùng thì nó sẽ ít bị đánh. Còn những con trâu bò như con này, con kỵ sĩ cừu hoặc là con... Thôi đen rồi các bạn ạ, mất mạng rồi. Mạng nhà mình đợt này rất chập chờn cho nên là tầm này các bạn cứ quay tẹt bô thôi, nhiều tiền mà. Đen rồi. Nhiều tiền nhưng mà đen các bạn. Đấy, những con trâu bò như ở con cừu Aga này, hoặc là con này này em Vincana này thì các bạn cho xếp vào giữa hoặc là ngoài cùng, bởi vì những con đó thì nó gần hết máu, nó sẽ một là búp giáp, hai là búp máu, thì nó sẽ không sợ bị dồn đam. Khó quá nhỉ. Ok, chưa được con mình cần các bạn. Một mẹo nhỏ nữa nhé. Video này hơi nhiều mẹo đấy. Có nghĩa là các bạn nên ưu tiên những con nào nó có khả năng lên 3 sao trước nhé. Ví dụ mình có một con 2 sao này rồi, và đây mình có một con 2 sao rồi, thì khi mình có một con 1 sao để nó nâng lên nữa thì mình nên ưu tiên nó vào. Lúc nãy con vui tuyệt mệnh của mình chỉ có duy nhất một con 2 sao thôi, cho nên là mình sẽ xóa cái con vui tuyệt mệnh 1 sao đi để lấy vị trí cho con này. Những con mà sắp được lên 3 sao sẽ được ưu tiên hơn. Ok, lên này vào thôi. Ô, đấy, tí nữa thì quên. Đấy, các bạn thấy cái cửa 25 không? Đấy, chúng ta tiếp tục lên này vào thì rất là phí. Chúng ta lúc nào cũng phải để trên 50 này. Thì sau cửa này chúng ta dùng tiếp. Đấy, chứ cửa này mình cứ lên level các thứ thì đằng nào mình cũng qua mà. Cho nên mà mình dùng hết vàng thì nó sau điểm sau nó sẽ bị không được tích vàng, thì chúng ta sẽ bị lỗ mất một khoản. Hôm nay nhân phẩm tốt các bạn. Trận nào cũng được đồ. Đánh đồ là hên xui lắm. Nhiều lúc mình đánh cả 5 con sói ban đầu cũng không được một cái đồ nào. Nhân phẩm thấp. Trận này thì quay video cho các bạn xem thì lại may quá. Nhân phẩm cao. Đánh bốt lần nào cũng có đồ. Chúng ta lên đây vào thôi. Lúc này có lỗ một tí cũng không sao hết. Bởi vì chúng ta về late game rồi. Late game mà chúng ta cần khỏe. Mà chém gió một lúc mà bây giờ chỉ còn 4 đội thôi các bạn này. Đấy, nói thật là đánh cái đội hình này thực ra nó quá khỏe cho nên là mình cũng thường không để ý với các đội khác làm gì cả. Đấy, cứ đánh thôi, các bạn cứ đánh đúng theo bài bản thì các bạn sẽ dễ dàng lọt top 3 đây. Và dễ dàng lên top 1 nếu mà các bạn may mắn được đủ đồ hoặc là lên đủ sao thì các bạn dễ dàng top 1 thôi. Còn các đội khác thì mình chẳng phải để ý lắm, chẳng cần phải để ý xem họ đang khỏe đến mức nào. Với đội hình này và đánh theo cái chiến thuật của mình thì đầu game là các bạn không bị thọt, giữa game là các bạn khỏe tương đối và đến late game các bạn rất khỏe. Thế thôi, quay nhá, rồi bung lụa một tí xem nha. Đấy, về tầm này các bạn cứ bung lụa để chúng ta lên sao đi, không cần quan tâm. Đấy, ưu tiên vui tuyệt mệnh trước. Vì con này nó có cái skin tung stun rất là hay. Stun 7 con liền. Đấy các bạn thấy nó tung. Nó tung một cái bão này là cả team, cả một cái vùng đó người ta không dùng được skin. Thọt rất nhiều, trong khi mình có 2 con gây đam xa rất khỏe. Con này thì gây đam lan này các bạn này, nó ném lan này. Còn cái con này thì càng ném nó càng nhanh. Cho nên là đồ đam là hầu như là mình dồn vào con này trước, Berserker này trước, của thằng băng xuyên. Sau đó thì mình mới dồn đam vào cái con Light Blade này, con nai của kỵ sĩ. Đây chúng ta còn sắp full rồi. Ok, chờ nhé các bạn nhé. Chúng ta đã có 5 kỵ sĩ rồi, 6 kỵ sĩ nữa thì là full kỵ sĩ rồi. Chúng ta lượt sau là chúng ta được 4 này. Chúng ta chờ đi. Mình sẽ để nguyên cái đội hình này chờ đến hết cửa 30 nhé. Vì máu mình còn quá nhiều các bạn ạ, còn 62 máu cơ. Các bạn có bị thọt thiếc trừ chán trừ chê các bạn còn 2-30 máu thì vẫn ok. Trong khi chúng ta chờ thêm mấy lượt nữa chúng ta lại đẻ được rất nhiều vàng. Thì sau khi đẻ được rất nhiều vàng chúng ta sử dụng tiền vàng lãi đó, chúng ta mua quân, chúng ta lên level. Chúng ta lên level thì chúng ta vẫn còn đủ tiền để chúng ta quay và chúng ta mua quân. Và vẫn còn tiền để chúng ta hưởng lãi tiếp. Cái này mình áp dụng từ thực tế luôn đấy, bởi vì là mình dân kinh doanh mà. Nếu ở ngoài các bạn kiếm được bao nhiêu các bạn cứ tiêu hết ấy, thì cuối cùng các bạn chẳng còn lại gì. Nhưng nếu các bạn kiếm được một khoản tiền nhất định và chúng ta mang khoản tiền đó chúng ta đi đầu tư, và chúng ta sử dụng cái số tiền đầu tư đó để sinh ra lãi, thì khi có lãi thì các bạn mới dùng tiền lãi đó để chúng ta mua điện thoại, chúng ta mua xe, chúng ta mua nhà. Thì lúc nào chúng ta sẽ dư giả cả. Bởi vì những cái xe, cái nhà đó người ta gọi là tiêu sản, không phải tài sản. Bởi vì các bạn dùng xe thì chúng ta phải tốn xăng đúng không? Đấy, dùng điện thoại chúng ta cũng không sử dụng, chúng ta không kiếm tiền được để chi tiêu mục đích cá nhân thôi. Thì những cái đó gọi là tiêu sản. Thì đối với những cái tiêu sản ấy thì chúng ta chỉ nên dùng cái tiền lãi của cái tài sản của chúng ta để chúng ta mua thôi. Mình bây giờ thì cũng đầu tư, ngoài kinh doanh ở nhà thì mình cũng đầu tư Bitcoin. Đấy, bạn nào trẻ các bạn biết về công nghệ các bạn sẽ biết về Bitcoin, crypto. Đấy, thì khi mà crypto sinh ra lãi thì mình sẽ dùng cái lãi đó để mình mua các thứ linh tinh thôi. Đấy, cửa 30 thì chúng ta cũng mình đang định lên level nhưng mà thôi cứ để lại đi. Ấn trước cũng được, cứ trên 50 là chúng ta được hưởng. Bởi vì tối đa là 50 mà. Tối đa 50 thôi, 60 các bạn vẫn chỉ được hưởng 5 lãi thôi, 70 các bạn chỉ được hưởng 5 lãi thôi. Cho nên là mình cứ dùng. Đấy thì ở ngoài thực tế thì mình cũng thế thôi, mình sử dụng tiền lãi của khi mình cái thị trường crypto mình kiếm được lãi thì dùng tiền đó để mình sắm sửa, chứ không bao giờ mình dùng tiền gốc, ít lắm, trừ khi tháng nào đói ăn quá, kinh doanh không được thuận lợi thì mình mới kiếm được bao nhiêu thì mình lại chi trả các thứ. Ok, quay lại vấn đề thì chắc là chúng ta thắng rồi, chẳng còn gì để đánh nữa rồi. Thôi dùng tiền nhanh các bạn ạ, không dùng tiền thì không có cơ hội để mà tiêu tiền đâu. Đội bạn thua đến nơi rồi. Mình thắng rồi mà vẫn còn 62 máu, chưa đến cả mức 50 mức cảnh báo. Bởi vì cái rank từ binh sĩ 1 đến giáo chủ ấy thì nói chung về kỹ năng của các bạn thì yếu, của các đội bạn sẽ rất là yếu, cho nên là với cái đội hình chuẩn của mình thì thắng là chuyện quá dễ dàng. Ở lên pháo đài thì nó sẽ hơi khó một chút, bởi vì tầm đó là các bạn đánh khá là chắc tay rồi thì sẽ hơi khó một chút thôi, nhưng mà hiệu quả vẫn hiệu quả bình thường. Mình vẫn lên từ giáo chủ lên pháo đài bình thường, và đến bây giờ đang ở pháo đài mình vẫn dùng chiến thuật này để chúng ta leo rank hiệu quả. Ok, đã xong các bạn nha. Đấy, các bạn thấy trận vừa rồi mình chơi nó dễ không? Vừa chơi vừa chém gió với các bạn mà vẫn top 1 như thường. Đây thì mình sẽ cuối video thì mình sẽ nói nốt về cái đội hình để cho các bạn thấy cái điểm mạnh của cái đội hình này như nào. Thứ nhất là tộc băng xuyên đi, bởi vì mình thích tộc này lắm. Đây, cái lợi thế của tộc băng xuyên là gì? Đây, tướng tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt, hiệu quả kết hợp, hiệu quả tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt. Đấy, khi mà chúng ta được 4 quân của tộc băng xuyên, chúng ta sẽ tổng tốc độ tấn công của tất cả các phe tướng phe bạn tăng 35%. Đấy, tốc độ tấn công của tất cả các tướng luôn nhé, không chỉ riêng tộc này mà cả bọn kỵ sĩ đi cùng hoặc là tất cả những bọn khác đều được tăng 35% tốc độ hết. Thì khi mà có tốc độ cao ấy, các bạn đánh nhanh thì các bạn gây được nhiều đam, và các bạn tích được cái điểm mana thì các bạn sẽ nhanh dùng skin hơn. Cho nên tộc này rất là mạnh khi chúng ta tích đủ 4 con. Tiếp theo là cái nghề nghiệp hệ, cái này gọi là hệ nghề nghiệp đấy, kỵ sĩ nhá. Đây, cái nghề kỵ sĩ này nhỉ, đây. Đấy, khi chúng ta đủ 4 kỵ sĩ, thực ra là 4 là chúng ta đủ rồi, nhưng mà 6 con cho nó khỏe. Tất cả clan phe bạn mỗi 3 giây có 30% xác suất nhận khiên giảm thương, duy trì 3 giây, khiên giảm thương cung cấp 75% kháng ma và 30 hộ giáp. Quá trâu luôn. Đấy, một team trâu như thế thì không lý nào mà lại không thắng được cả. Chưa kể có những cái con nó skin rất là mạnh như ở con này, kỵ sĩ kiều này, nó tăng máu này, đánh nhanh, cộng với đánh nhanh của băng xuyên thì nó đánh nhanh, thì nó có cái skin này nhanh, skin này nhanh phát nó tăng máu và nó gây đam luôn. Con này thì nó búp giáp, và khi báp nổ phát nó gây đam sát thương lam. Đấy, cái con này thì búp máu xong cũng gây sát thương lam luôn, 250 sát thương thuần túy, hai ô xung quanh. Thì cái sát thương thuần túy cũng nghĩa là sát thương bỏ qua giáp các bạn nhé, thuần túy có nghĩa là đam thuần luôn, 250 lại đam trừ thẳng vào máu luôn, bao nhiêu giáp bỏ qua hết. Cho nên là team này nó rất là khỏe, kết hợp với đội băng xuyên là quá hợp. Đấy, và cuối cùng là cái con mà mình bảo rất là hay đấy, đấy con Shaman đấy. Đây, cuối cùng là con Shaman này kết hợp với cái con Defector ấy, đúng không? Defector đúng không nhỉ? Cái con mà hóa cóc ấy, và tội bạo độc tộc băng xuyên ấy. Đấy, thì nó kết hợp thêm cái này. Khi bắt đầu trận chiến đấu, biến một tướng ngẫu nhiên của phe địch thành chim cánh cụt, duy trì 6 giây. Có nghĩa là phế thẳng luôn một quân bên nó, ngẫu nhiên. Nếu mình phế chuẩn luôn cái con gây đam chính của nó là coi như thọt luôn rồi. Còn gây bất kỳ con nào cũng vậy thôi, nó bị phế một con coi như là đội bạn tối đa 9 quân, 10 quân thì họ chỉ dùng được 9 quân thôi, mất 6 giây. Ngoài ra thì khi có đủ mana thì nó dùng skill, skill nó sẽ gây câm lặng trên cả một vùng, có nghĩa là đội bạn không dùng được skill. Đã thế là còn bị đốt máu, đốt máu theo giây, 2,5 giây, tối đa 150 máu mỗi giây, quá là khủng khiếp. Cho nên là cái đội hình này các bạn leo rank là cực chuẩn, cộng thêm những cái chiến thuật và những cái mẹo nhỏ của mình nữa thì các bạn sẽ dễ dàng đạt được giáo chủ 1 và để hưởng được cái con ác khuyển dung nhan cực phẩm này thôi. Đó, đến đây là toàn bộ những video của mình hướng dẫn chi tiết về chiến thuật, về đội hình, tóm lại là cái công thức để các bạn có thể leo rank hiệu quả nhất và nhanh nhất. Chúc các bạn có một mùa, à đâu, hết mùa rồi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ thôi. Chúng ta thắng thì lúc nào cũng vui, nói thật. Chứ còn thua nhiều thực ra nói là giải trí, nhưng mà các bạn cứ thua hoài, đến bản thân mình thế thôi, chơi thua hoài rất là tức, khó chịu lắm. Ok, xin cảm ơn các bạn nhé. Đối với các bạn nào mà lần đầu xem video của mình thì muốn xem những video tiếp theo thì các bạn có thể subscribe. Bạn nào thấy video của mình thú vị thì các bạn có thể like. Tiếp tục mình có sản xuất được những cái video khác liên quan đến games mobile để hướng dẫn và trải nghiệm chơi cùng các bạn. Ngoài ra thì mọi thắc mắc liên quan đến game thì các bạn có thể comment bên dưới nhé, thì mình sẽ giải đáp hết. Ok, xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.